lại không? Mua cái để hai con. Con này bao tiền? Con này 4,5. Ôi ông anh này thì mua làm sao được. Mua thế nhá. Tính quá. Tâm thể đẹp. Thả ra nhưng phải nhìn đỏ cạnh nhà nuôi chim. Thả anh bả, không bấy rộn mà anh bả hết. Vào đình chim nó, bắt chim nó. Không phải, nghĩa là nó con này lông dày này. Ôi, con lông dài chưa? Lông con này mới ngon này. Con lợn này nuôi khoảng bao nhiêu năm anh? Đây à? Đâu? Ông chủ lợn đây à? Con này nuôi lâu được bao nhiêu lâu thì được như này? Con nào anh? Con lợn to này. Con lợn to này thì khoảng 1,5 năm. 1,5 năm mới được này. Bao nhiêu cân? Khoảng bao nhiêu cân rồi? Con này được khoảng 80 cân. 80 cân 1,5 năm. Lông dài thì ngon này. À. Wow, con này ngon này. Lông bô lông dài ngon luôn. Giống như lợn rừng. Mày nghe cái này à? Mày nghe cái này. 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 Mày nghe c
Chuột rừng đây. Con này là cái gì đấy? Là dây chuột à? Đây là rau đắng khô, bên kia là rau đắng tươi. Có mang vào trong kia ăn không? Không. Cho mượn cái củ này xem nào. Bao tiền chị? Hả? Củ này bao tiền? Cái này có cái tác dụng gì? Cái này chữa về bệnh đau xương khớp. À, ngâm rượu hay là ngâm như nào? Ngâm rượu, ngâm mật ong cũng được. Rửa sạch hái lát ra ngâm mật ong. Sâm bố chính à? Vâng, ong thì hầm gà, hầm xương. À, rồi. Vui, cái mặt gàm thôi. Ngâm rượu được. Rượu màu này bây giờ ngâm lên Tết uống ngon lành luôn. Ừ, đấy. Một ít em ạ.
mua lấy.